Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Hoạt động của rãnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông đã gây ra mưa rào và dông ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa cũng như vùng biển phía Đông Bắc của Biển Đông. Dự báo trong đêm nay, ngày mai mưa dông tiếp tục xảy ra ở các vùng biển này. Về tình hình gió, ở các vùng biển phía Bắc gió có hướng Đông Bắc có cường độ trung bình. Từ khoảng ngày 12 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới qua vùng biển phía Nam được thiết lập, mưa rào và dông có xuống gia tăng ở khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và vùng biển phía Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa. Mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Đồng thời, gió có hướng Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển đôi khi cao trên 2 mét gây ra biển động. Trong cơn dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật rất nguy hiểm, nên các chủ tàu thuyền khi hoạt động ở khu vực này cần phải hết sức chú ý, nhất là đối với những tàu có trọng tài nhỏ và thuyền thúng câu mực của bà con ngư dân. Đến với thời tiết trên các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Mặc dù sóng gió trên khu vực này không mạnh, nhưng mưa vẫn xuất hiện bất chợt trong ngày, với thời điểm mưa nhiều tập trung vào khoảng chiều tối, đêm và sáng. Mưa dông không chỉ khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế, mà có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì vậy, bà con ngư dân cần phải hết sức chú ý khi tổ chức đánh bắt hải sản ở khu vực này. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn tương đối ổn định. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và gió có hướng Tây Nam đến Nam hoạt động với cường độ yếu, khoảng cấp 3 và cấp 4, biển gợn sóng nhẹ. Tuy nhiên, từ ngày 12, ngày 13 tháng 9, mưa dông sẽ có xuống gia tăng. Bà con ngư dân cần phải đề phòng với những cơn dông mạnh kèm theo lốc xoáy, nhất là ở khu vực phía Nam của khu vực này. So với các nơi khác, vùng biển ở miền Trung, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, vẫn là nơi có cường độ gió mạnh hơn cả. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió mùa Tây Nam trên khu vực có cường độ là khoảng cấp 5, có lúc đạt mức là cấp 6. Vì thế, duy trì những cơn sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét và gây ra biển động. Trong ngày, trời có nắng và mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Nhưng đến chiều và tối, mưa dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và khả năng sẽ có gió giật trong cơn dông. Chuyển sang khu vực phía Tây, vùng biển từ Rạch Giá, Phú Quốc, gió có hướng Tây Nam nhưng hoạt động với cường độ khá yếu, nên biển chỉ có gợn sóng nhẹ. Đáng lưu ý là sự phát triển của những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa trong ngày chỉ ở mức là 4 cho đến 10 km trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho tàu thuyền khi mà lưu thông trên khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.